Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon siêu cấp. Và ở tập trước thì chúng ta đã chào đón một thành viên huyền thoại mới về đội, đó chính là Zacian, nhưng mà là dạng kết hợp với Sernite ha, trong bộ 3XYZ đó các bạn. Nói chung thì ở dạng này mình thấy cũng rất là đẹp và tương đối mạnh nha. Ngoài ra thì mình còn có một người bạn cũng rất là hữu ích trong ngày hôm nay, đó chính là Lunala. Bởi vì với sức mạnh của Lunala thì chúng ta có thể tạo ra được cái hố Ultra Beast. Đâu ta? Kìa, ngay trên đầu luôn các bạn, ngay lập tức luôn á. Nói chung thì muốn qua Ultra Beast lúc nào cũng được luôn á. Thành thử ra là ok, hôm nay chúng ta sẽ qua thế giới Ultra Beast và khám phá thử ha, xem coi có Pokemon gì sẽ chờ đợi mình ở bên bển hay không. Let's go. Vậy là mình đã được dịch chuyển qua Ultra Beast rồi các bạn ơi. Wow. Qua đây thì mình nhảy nhót giống như là ở ngoài không gian vậy đó các bạn. Thích thiệt ha. Nhưng mà có một điều là tầm nhìn nó hơi hạn chế một xíu. Nhưng mà không sao, mình chỉ cần bật shader lên thôi các bạn. Đó, lúc này thì tầm nhìn sẽ đỡ hơn nhiều. Gì vậy? Ở đây có một em Pokemon bị mắc kẹt kìa. Tội nghiệp vậy. Đây là Clefable các bạn ơi. Em này nhìn cũng rất là cute luôn. Thôi được, gặp nhau là cái duyên rồi, nên là chúng ta sẽ chiến đấu một xíu ha. Ui, đòn này ổn không ta? Ok, một cái đòn tấn công của Lunala có vẻ là có rỉa, rất là tốt ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tung bóng chứa, một quả Dustball chẳng hạn, để chúng ta chinh phục Clefable, để em coi được hay không. Giải cứu xong rồi, chinh phục về đội luôn các bạn. Ui, nhóc này vậy mà không chịu về đội mình ta. Thử lại với Ultra Ball coi, để coi Ultra Ball có hiệu quả hơn hay không đây. Ui, cũng không chịu luôn. Hey, đây chỉ mới là Pokemon thường thôi mà đã khó như vậy rồi. Hôm nay hết khó rồi các bạn, em chịu gì đội mình rồi. Ok, vậy là mình lại có thêm một Pokemon mới, và Clefable sẽ mang hệ tiên ha. Dạ, một Pokemon hệ tiên mới về đội của mình. Cạnh đây mình còn thấy có một cái pháo đài địa ngục nữa kìa. Nice. Và nhiệm vụ của mình qua đây thì chắc là chúng ta sẽ tìm hiểu thử coi ở thế giới Ultra Beast thì sẽ có Pokemon siêu cấp gì đặc biệt hết các bạn. Mình cũng đang rất là tò mò luôn, cho nên là cùng mình tìm hiểu thử. Wow. Trước mặt mình là thành phố kết thúc. Ngon. Vậy thì mình có thể để coi bay lên cao thử các bạn. Mấy cái căn phòng trên này, bởi vì mình cũng có khả năng loot được Master Ball đó các bạn ơi, trong những cái thành phố kết thúc giống như vậy nè. Ok, đi xuống thử coi. Trời ơi, đồ rơi vãi tùm lum vậy. Yêu. Nhưng mà có vẻ là không có Master Ball rồi các bạn ơi, tại vì còn bị mấy con sucker nó quánh nữa chứ. Đi ra lẹ. Mình sẽ bay lên chỗ tiếp theo luôn. Ngay đây, không biết có kịp hay không nữa. Ráng lên. Hên quá. Bay vừa tới luôn các bạn. Rồi, đi xuống dưới lẻ và coi thử coi. Cái đường này hai cái luôn à. Trời ơi, không có cái bóng nữa hết các bạn ơi, chỉ có cái mắt kiến thôi à. Đeo cái này vô cho Pokemon thì sẽ tăng sức mạnh cho các kỹ năng hệ bóng tối á. Trời ơi. Nó bắn mình bay cao quá, mở được cái thành tựu luôn rồi cơ. Căn phòng cuối cùng để cho mình cái gì đây? Master Ball. Ok, chỗ này không có bóng. Không có rương các bạn à. Trời ơi. Mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Ngoài việc tìm kiếm những Pokemon siêu cấp ra thì qua bên đây chúng ta còn có cơ hội gặp được những quái thú Ultra Beast các bạn. Rất là thú vị nha. Hiện tại mình cũng chưa có quái thú Ultra Beast nào trong đội hình hết trơn á, nên là nếu có thì cũng sẽ rất là tuyệt vời nha. Ở đây cũng là một cái pháo đài địa ngục khác nữa nè. Ở đây có vẻ là chúng ta sẽ rất dễ bắt gặp những cái pháo đài địa ngục ha. Còn có làng nữa. Đúng rồi, hôm bữa mình có nhận nhiệm vụ của làng nhưng mà tới bây giờ vẫn còn đang dang dở các bạn ạ. Nhiệm vụ đánh bại Pokemon theo yêu cầu nè, rồi nhiệm vụ bắt Pokemon Shiny. Chắc mình sẽ làm nhiệm vụ bắt Pokemon Shiny trước á. Chưa, phía xa xa mình thấy có một cái đen phát sáng kìa. Hy vọng trong đó là Pokemon Shiny luôn đi, để mình hoàn thành luôn cái nhiệm vụ các bạn ơi. Ui, cái gì vậy? Trời, lắc 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 lắc. Sao nhìn giống Rapidash vậy? Đúng không? Ồ, có vẻ đây là Rapidash các bạn ơi. Ồ, ngon luôn. Vậy thì mình sẽ cho Kyore Baby của mình ra trận nha. Trận chiến đầu tiên của Kyore Baby. Ở bên này, ôi trời ơi, coi kích thước kìa các bạn. Kyure của mình bằng cái chân của cái Bonita các bạn ơi. Đây là Bonita chứ không phải là Rapidash nữa. Ok, không sao. Bonita thì mình cũng sẽ chiến đấu hết mình thôi. Rồi, đồng đội cấu rỉa được hai lớp kia rồi. Kyure, tấn công nào. Sắp rồi các bạn ơi. Một xíu nữa thôi, đồng đội ráng lên. Chuẩn bị nè. Ý, ok. Chiến thắng rồi. Và mình sẽ được kẹo. Đồng thời chúng ta sẽ thử bắt Bonita ha. Có thêm một Bonita lửa bình thường nữa. Quá im luôn các bạn ơi. Rồi, để nhóc này cạnh Rapidash đây. Ok. Phía trong kia mình thấy còn có một Pokemon hệ điện nữa kìa các bạn ơi. Tuyệt vời chứ. Ủa rồi. Ủa. Ok, mình mới thấy đây mà. Trời ơi, mình tích chạy lại chinh phục. Ai dè, nhóc đó sợ quá đi luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi, làm gì mà xa lánh mình dữ vậy không biết nữa. Bộ em biết tương lai em về đội hình của mình là em sẽ ăn hành hay sao á. Thôi, nếu vậy thì mình ghé làng mình chơi một xíu ha. Chẳng hạn nhà chị tá nè. Lâu quá không gặp chị tá ta. Để coi coi. Ui, trẻ vẫn giàu có như ngày nào các bạn ơi. Thôi được, mấy cái này không có nhầm nhò gì với chị đâu. Nên các bạn yên tâm ha. Thôi, nhờ chị ấy hồi phục cho Pokemon mình cái luôn. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, bên nhà bác thợ rèn thì sao ta? Trời ơi, có Iron Blade hả? Mình xin luôn đi. Với cả là trong làng này thì mình không thấy dân làng giao nhiệm vụ nha. Là ai ta? Lấy cái làng này không ai cần mình giúp đỡ à? Gì buồn vậy. Xa xa còn một cái đen phát sáng nữa cơ. Đây là cái đen thứ hai ở bên này rồi đó. Để coi, đây là Pokemon gì đây? Ê, lại một Pokemon hệ lửa khác các bạn ơi. Đây là nhóc thỏ lửa nè. Thôi được, kèo này thì mình sẽ cho Torterra Fusion của mình ra trận ha. Rồi, trời, Rapid cũng đã Dynamax lên luôn. Ghê vậy. Không sao. Động đất ào một cái coi. Trời. Động đất cực mạnh luôn. Chúng ta chiến thắng rất là nhanh các bạn ơi. Và để xem mình có thể bắt được cái nhóc thỏ này hay không. Một quả Ultra Ball. Chắc được các bạn, mình đang có niềm tin. Ý, được thiệt. Yeah. Ngon ngon. Ui trời. Ở đây cũng có boss cấp độ Ultimate nữa nè. Ai à. Căng cực các bạn ơi. Lại là Diancy. Hình như lâu rồi mình chưa cho Siso Cyber của mình ra trận đúng không? Đúng. Dịp này chắc phải cho Siso ra trận xíu. Ê. Trời. Có điểm gì ta? Rồi, khiêu chiến nào. Kẹo căng nha Siso. Nhưng mà wow, Siso tấn công rất là tốt các bạn ơi. Bullet Punch. Xíu nữa là knock out Diancy rồi. Có chưa? Suýt nữa thì gánh tem được các bạn à. Tiếc thiệt. Lần này mình thử lại thì có vẻ khác các bạn ơi. Một đòn Bullet Punch. Nào. Yes. Trời, một mình Siso gánh tem được luôn. Quá hay. Close Combat, một kỹ năng mới cho Zacian các bạn ơi. Moon Blast cho Lunala. Và rất là nhiều kim cương các thứ đâu nè. Ui, Machado Z nữa. Uầy, cái này thì ngon. Machado mình cũng có nha. Ế, được luôn. Đưa Machado ra ngoài. Rồi gắn viên đá Z cho Machado. Ê, không biết cái dạng fusion này thì Machado có dùng được tuyệt kỹ Z hay không á. Ê, ở đây có em chim nè. Nghe được á. Em chim, thử test sức mạnh coi. Wow, dùng được tuyệt kỹ Z thiệt các bạn à. Nice. Nhưng mà ăn hiếp em Pokemon cấp 7 thì cũng hơi tội em á. Là quá đáng quá à. Trời ơi, quýnh em gụng lông luôn rồi cơ. Quê. Trời ơi. What? Đây là Ren Ninja Advent các bạn ơi. Wow. Đẹp vậy. chúng ta đã có Ren Ninja Iron. Trông đã đẹp rồi. Em này thì cũng đẹp không kém nha. Đây, các bạn thấy dạng nào ngầu hơn? Mình thấy cái này thì ngầu hơn á, còn cái này thì đẹp hơn nè. Ừ, ok. Mà đã ngầu như vậy thì phải khiêu chiến thôi các bạn. Ok, kèo đấu giữa hai Ren Ninja. Một đấu một luôn nha. Không biết có ổn hay không đây. Đấu rỉa máu trước. Ui ui ui. Căng. Lần đầu tiên mình thấy kèo đấu giữa hai Ren Ninja luôn. Rồi, cáo rỉa thêm. Vẫn chưa thấy Ren Ninja Advent tấn công lại nha. Wow. À dạ, tấn công lại rồi. Nhưng mà không sao. Iron Ninja có vẻ là rất là trâu các bạn ơi. Và lì nữa. Hi hi. Hay lắm. Quick attack thêm một đòn. À dạ, tấn né được à? À. Rồi. Tầm này thì hết né nha. Hi hi. Chuẩn bị nào. Chúng ta thu phục Red Ninja Advent thôi các bạn ơi. Wow. Không ngờ hôm nay mình lại gặp được thêm một Red Ninja nữa các bạn ơi. Quá đã luôn. Trời ơi, tưởng đâu quả đầu tiên mà chinh phục được luôn thì hôm nay cực kỳ nhân phẩm rồi. Nhưng mà làm sao, mình còn nhiều bóng chứa lắm các bạn ơi. Chúng ta chuẩn bị từ những ngày trước rồi mà. Đấy nè. Được luôn. Fastball đã lập chiến công rồi. Yes. Ồ, ở đây còn có em chim nữa. Ồ, Reflex. Em này còn có thể tiến hóa trong tương lai nha. Được lắm. Khiêu chiến với em rồi dẫn em về đội luôn các bạn. Gặp nhau là cái duyên rồi. Ai biểu dòm dòm mình. Trời, một phát ăn luôn. Dòm dòm anh chị. Bắt về đội luôn các bạn. Rồi, hai nhóc này thì mình sẽ để riêng qua bên này ha. Chờ được tiến hóa đó. Còn Ren Ninja Advent thì chắc phải đưa ra để chúng ta coi thử ha. Uầy. Những cái chi tiết ở trên người em á, kiểu nó mềm mại hơn so với Ren Ninja Iron hồi nãy. Và màu thì cũng hơi nhạt hơn so với bình thường ha. Và Ren Ninja Advent sẽ mang hệ tiên các bạn ơi. Ê, được ấy chứ. Gửi coi. Bay được không? À, không bay được nha. Không giống với Iron Ninja. Em này thì không bay được. Ok, kiến thức mới. Rồi, hồi phục lại cho Ren Ninja Advent. Quay, chưa gì mình đã gặp được một Pokemon siêu cấp đầu tiên rồi các bạn. Thích thì chứ. Ui, cũng có boss nữa. Mới có một cái đảo nhỏ thôi mà nãy giờ quá trời thứ xuất hiện rồi. Kèo này thì để coi Salaman có gánh tem giúp mình được hay không. Khiêu chiến cái nè. Động viên. Kèo căng nha Salaman. Cố lên. Ui, Biriu knock out luôn rồi các bạn ơi. Ây da. Vậy là Salaman gánh tem giúp mình không nổi rồi. Ai. Thôi được. Charizard. Trông cậy vào Charizard thôi đó. Ok. Với Charizard thì sao? Ui, vẫn trụ nổi. Và knock out ở lượt tiếp theo rồi. Hay lắm Charizard. Ê, mình còn được một cái vật phẩm gì kìa các bạn. Ragnarok Golden Lens. À, cái này thì có thể hiện chỉ số của Pokemon lên luôn á các bạn ơi. Nhưng mà hình như nó có 5 lần dùng thì phải. Một vật phẩm hiếm nha. Được, bỏ túi luôn. Đằng kia còn một nhóc Charmander nữa kìa. Nhưng mà mình đã có Charizard luôn rồi. Thôi, nếu lần khác mình gặp Charmander Shiny thì chúng ta sẽ bắt ha. Ok. Giờ thì đi tiếp thôi các bạn ơi. Để coi. Lại có một cái đen khác nữa nè. Mình sẽ khám phá cái đen này, sau đó mới qua cái thành phố kết thúc bên kia ha. Tại vì mình chưa có cái Master Ball nào hết các bạn ơi. Nên là mình đang muốn tìm một cái Master Ball đầu tiên cho mình á. Ở đâu ta? Cái đen rồi. Ở đây, nó túc bên đây lắm. Ui, Darkrai xuất hiện gần đây. Hả? Darkrai hả? Ê, đâu? Uầy, thứ dữ bắt đầu xuất hiện rồi các bạn ơi. Extreme Hill. Ê, kìa bên này chăng? Mình thấy cái tay. What? Phải không? Chụi, đúng rồi, con khiêu chiến mình nữa kìa. Darkrai nhìn lạ vậy. Đây là dạng phiêu sạn luôn. What the heck. Căng rồi, căng rồi. Ê, hồi nãy Zacian mới học được kỹ năng mới các bạn. Trời, chưa gì đã tấn công rồi à. Căng vậy. Close Combat không? Đấy nè. Trời, suýt nữa thì knockout Darkrai luôn rồi. Hên quá, hên quá. Nice. Bây giờ chắc là mình sẽ tung bóng chứa và tiếp tục chinh phục Darkrai Fusion ha. Wow, wow, mới qua đây thôi mình đã gặp được 2 Pokemon siêu cấp rồi các bạn ơi. Ui kìa, phản đam gắt chưa. Mà sao Darkrai nhìn chớt vậy ta. Bình thường Darkrai không có cao như vậy đâu các bạn. Nhưng mà với cái hình dạng này thì trông rất là cao ráo á. Không biết là kết hợp với Pokemon gì đây. Mình cũng chưa hình dung ra nữa. Nhưng mà cứ chinh phục về đội trước đi các bạn. Liệu rằng lần này được không? Ui, được rồi. Ui, có vẻ Fastball bắt những Pokemon siêu cấp á, rất là hợp lý nha. Nãy giờ Fastball bắt được 2 Pokemon rồi nè. Yay. Coi nào. Darkrai Fusion này sẽ mang song hệ bóng tối và lá nha. Được ấy chứ. Nhưng mà kỹ năng thì nó không liên quan gì tới cái hệ hết các bạn. Thôi kệ, thôi kệ. Có Pokemon mới về đội là vui rồi các bạn ơi. Ok, cho Darkrai ra coi. Không biết là có bay được không nữa. Mình sẽ cưỡi thử ha. Ồ, bay được, bay được. Wow. Nhưng mà mình đang ở một cái vị trí nó hơi nhạy cảm xíu các bạn ơi. Lúc mà mình chui vô người nè các bạn coi nè. Kỳ quá kiểu. Ôi ôi, vậy không cưỡi đâu, vậy không cưỡi Darkrai gì được rồi. Ẩu rồi đó, vậy là hơi ẩu các bạn ơi. Có kỹ năng đặc biệt không? Không có. Nhưng mà trông khá là ngầu ha. Và các bạn có hình dung được Darkrai đang kết hợp với Pokemon gì không? Hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Mình là mình chưa hình dung được đang kết hợp với Pokemon gì luôn á. Nhưng mà nói chung thì khá là đặc biệt á. Ê, ở đây còn có trainer nữa nè. Được, được, được. Chúng ta sẽ luyện tập với Darkrai mới về đội luôn á. Ok. Trời, Toxic Rock. Wow, chết đấy. Tấn công thử nào. Ui ui, không sao, không sao. Darkrai trâu. Phản đam nè. Ok. Gì anh vậy? Trời, đánh nhau chưa đã nữa. Ui ui, trời ơi, trainer kia định chạy sao vậy? Đừng chạy, đừng chạy. Ở lại đó. Mình còn Ren Ninja. Đúng rồi, Ren Ninja Advent mới về đổi. Ok, luyện tập với Ren Ninja Advent luôn. Rồi rồi. Tấn công thế nào. Một đòn hai nước nè. Có vẻ ổn các bạn ơi. Chắc tại là ao cấp nhiều á. Yeah, chiến thắng luôn. Tiếp theo là một em chim. Ok, hút hút hả. Lượm hút hút luôn. Alright. Tuy nhiên thì nãy giờ vẫn chưa luyện cấp cho 2 Pokemon mới được nữa nè. Rabut với lại là Ruflet các bạn ơi. Chắc là phải tìm boss á, hoặc là tìm kiếm hội quán ở bên này. Nhưng mà mình nghĩ xác suất tìm được hội quán thì không cao lắm đâu các bạn à. Đây đây, chạy hay gì. Ủa, mua tôi cho. Để coi coi cái này người ta mua. Người ta dạy kỹ năng bằng cái gì đây. Ây da, ây da. Từ từ, từ từ. Bữa giờ mình không dùng Lugia các bạn biết sao không? Bởi vì Lugia hiện tại không có kỹ năng nào mà tấn công được hết á. Bây giờ mình sẽ coi thử coi người này có. Đây nè, có dạy kỹ năng tấn công được cho Lugia nè. Hyper Beam. Yeah, mình sẽ học Hyper Beam cho Lugia. Yes, vậy là Lugia đâu có thể tấn công được rồi các bạn ơi. Ấy, mà khoan. Ủa mình học rồi mà. À mình không có sắt. Ok. What? À đây sắt có nè. Quê xệ thiệt chứ. Rồi, học được Hyper Beam đó các bạn ơi. Còn cái năng kia thì mình không có cái Amethyst đem theo. Ồ, tiếc thiệt luôn á. Ê, còn có Phone Sweep nữa kìa các bạn ơi. Wow. Ui ui, cái này mà học cho đâu rồi? Siso là cực kỳ hợp luôn á. Trong ba lô của mình thì không có Ngọc Lục Bảo rồi. Hay da. Ủa cái gì? Ủa sao tự nhiên học được kỹ năng vậy? Bộ mình mới cho ẻm ăn kẹo hay sao ta? Trời. Nhưng mà thôi kệ. Có kỹ năng là được. Ủa cái này có rương không vậy? Ui có rương, ngon ngon ngon. Bên kia thì ui không có. Trời đất ơi. Bố tài thiệt luôn. Ui có Ngọc Lục Bảo. À có 7 Ngọc Lục Bảo à. Ui bên đây cũng còn nữa. Ê, vậy là Dương Ngọc Lục Bảo luôn rồi các bạn ơi. Quá liệm luôn. Thời tới cản không kịp. Đây, Phone Sweep nè. Yeah, quá đã. Rồi, vậy là mới mốt những Pokemon cấp thấp á, mình có thể cấu rỉa máu một cách rất là an toàn luôn các bạn ạ. Và nhìn sơ qua thì để coi coi còn kỹ năng nào mình học được cho Lugia không. Mình thấy có kỹ năng Thunderbolt này nè, dạy được cho Lugia nhưng mà mình không có cái đó là gì ta, silicon đó các bạn. Ồ, ba lô mình cũng không có luôn. Vậy là mai mốt mình phải thủ sẵn mấy cái khoáng sản trong người các bạn ơi. Chứ không thôi mà tình huống gặp Mu Tutor giống như vậy nè thì không có đủ khoáng sản mà dạy kỹ năng cho Pokemon á. Ổn thiệt, hơn là ở đây nó có sẵn cái thành phố kết thúc các bạn. Ghé qua cái chúng ta còn có Ngọc Lục Bảo nữa. Thời tới thiệt. Ở đây có một cái Ultra Beast Loot nè. Để coi. Ê, mình được một cái đĩa ký ức. Để mà. Ok, được ấy chứ. Ở trên kia sẽ giống cái thuyền kết thúc vậy ta. Nếu mà đó là thuyền kết thúc thì ngon luôn. Bay lên trên luôn các bạn ơi. Để coi trên đó sẽ... có thêm một cái thành phố kết thúc nữa cơ. Ghé qua thử coi. Biết đâu bất ngờ trên này nó có Master Ball thì sao. Ê, chúng ta còn có cái cánh cứng nữa cơ. Vậy luôn. Trong này thì sẽ cho mình tiếp tục là cái mắt kiến nè. Và không có Master Ball nào cho mình rồi. Công nhận đúng là Master Ball thì các bạn ạ. Xác suất gặp cực kỳ hiếm luôn á. Pokemon gì đấy. Ê, đừng nói đây là Mimikyu nha. À không phải, tòm. Mình thấy lắc qua lắc lại tưởng đâu Mimikyu không các bạn à. Ok, và đây là cái đen đầu tiên mà mình với cả là Lugia Fusion cùng nhau chiến đấu ha. Ok, test kỹ năng Hyper Beam mới học luôn nè. Để coi. Cấu rỉa rất tốt ha. Xong luôn, học thêm được một kỹ năng mới, Hyper Beam. Khoan, gần đây. Hả? Gần đây có Lunala xuất hiện các bạn. What the... Trời ơi, mình có Lunala rồi. Bây giờ còn gặp Lunala nữa. Ê, nhưng mà các bạn thấy hai Lunala này khác không? Wow, hình như đây là Lunala đặc biệt hay sao á. Các bạn coi cái cánh có kìa. Giống như có hai con mắt vậy đó các bạn ơi. À, đây là Lunala Fusion. Trời ơi, một ngày thôi mà chúng ta gặp quá trời Pokemon siêu cấp luôn các bạn. Và có vẻ Lugia Fusion không tấn công bằng Hyper Beam được rồi. Đổi sang Hydro Pump coi. Trời ơi, Lunala còn hồi phục nữa chứ. Căng Siso. Đã tới lúc cho Siso ra trận rồi các bạn ơi. Không ổn rồi các bạn ơi, đây nè. Hết hồi phục rồi chứ vậy. Tiếp tục nào, Siso. Tấn công liên tục luôn. Đây rồi. Ai à. Tiếp theo chắc mình phải tung bóng chứa thôi các bạn ơi. Fastball nữa coi. Bữa nay cứ Pokemon siêu cấp là mình sẽ dùng Fastball. Xem coi chiến thuật này có ok không. Ui, nó ok thiệt các bạn ơi. Fastball thành công nữa nè. Wow. Trời, mình biết cái trích lỏ khi mà qua đây rồi. Đồng thời Rapidash cũng đã có kinh nghiệm và chuẩn bị tiến hóa rồi kìa. Bonita chứ lộn. Giờ đã trở thành Rapidash rồi. Ngựa lửa của mình. Quá im luôn. Nhìn em đẹp chưa cơ. Quá chớt. Mình vẫn chưa rõ là Lunala Fusion này là kết hợp với Pokemon gì mà lại có cái cặp mắt màu đỏ đó ta. Nè, hai cái con mắt màu đỏ ở hai bên cánh này các bạn. Và coi Lunala Fusion sẽ mang hệ siêu linh với cả là hệ ma ha. Kỹ năng coi. Vẫn có kỹ năng tạo hố Ultra giống như là Lunala ha. Nhưng mà không có kỹ năng dịch chuyển thôi các bạn à. Nhưng mà không sao. Bây giờ đội hình mình có tới tận là hai Lunala luôn rồi. Thêm một cái đen khác ở đây. Và để coi. Ở đây còn có Ultra Beast Pokemon nữa. Nhưng mà đây là boss rồi. Khoan, mình coi đây là... đây là một em... Pokemon hệ lá 3 sao. Biết kịp hay không nữa. Để mình tranh thủ mình bem nhau với cái em này các bạn. Sau đó quay qua đánh boss liền á. Mình nghĩ sẽ kịp á. Ok, cho Zacian ra trận. Sau đó thì chiến đấu với Formantis thôi. Chuẩn bị nè. Ok, nửa cái máu rồi. Mod Ultra Beast thì vẫn còn ở đó các bạn ơi. Rồi xong phim. Rất là nhanh luôn. Và nhóc này thì mình sẽ thử nhân phẩm á. Bắt được thì tốt các bạn. Ý, ô có vẻ là được. Trời ơi, bữa nay nhân phẩm mình cực tốt luôn á. Nãy giờ mình bắt tỷ lệ thành công rất là cao các bạn ạ. Và đây là boss. Boss wow, một quái thú Ultra Beast rất là hay khoe cơ bắp cơ. Không biết với đội hình hiện tại của chúng ta đánh nhau với quái thú Ultra Beast này có ổn hay không. Nhưng mà chúng ta sẽ thử trước ha các bạn. Đầu tiên thì Hyper Beam trước đi. Ui da, chưa gì đã cấu rỉa cả đống máu rồi. Ui đánh hay hết luôn cơ. Căng thẳng vậy. Lunala Fusion mới về đội luôn. Ui dùi vẫn bị quýnh rất là thốn các bạn ơi. Căng lắm rồi, căng lắm rồi. Darkrai thì sao? Ác mộng nè. Rồi tôi xong rồi xài chiêu đó. Thất bại rồi, mình định gây hiệu ứng lên boss tới các bạn. Nhưng mà có vẻ là mình hơi chủ quan. Và Close Combat của Zacian Fusion. Ui đòn này thì mũi chích inox rồi. Chắc xoa đen thử coi. Dẫn sức các thứ nữa. Ăn sức mạnh lên. Kèo này thì phải tới lượt của Salaman rồi. Trông cậy hết vào Salaman nha. Ok. Đó 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 đó. Hồi nãy không được thể hiện nhưng mà lần này thì khác rồi các bạn ơi. Yes. Hay lắm Salaman hô. Chúng ta sẽ được kẹo và coi coi. Và rất nhiều kinh nghiệm để ra boost tiến hóa các bạn ơi. Sắp rồi. Bây giờ em sẽ trở thành hình dạng cuối cùng. Đó chính là Cinderace các bạn ơi. Nice. Học được thêm kỹ năng Pyroball nữa. Quá là im luôn. Pokemon Shiny. Quay. Đây là Mew. Trời ơi, Mew còn khiêu chiến nữa. Từ từ. Mình mới có Pokemon sở hữu kỹ năng Pawn Sweep nên là bây giờ Mew không có né được mình đâu. Chuẩn bị nè. Phone Sweep một cái. Ây ôi, đây là Mew móng đỏ các bạn à. Ok, Mew móng đỏ nha. Về đợi anh đi cưng. Trời ơi, con móng đỏ cưng không. Rồi Ultra Ball rồi. Ủa quăng nó dục đâu. À đây. Được luôn nè. Vậy là chúng ta xong cái nhiệm vụ luôn rồi các bạn ơi. Một xíu về nhà mình phải đi trả nhiệm vụ thôi. Wow, bữa nay là một chuyến đi khám phá ở Ultra Beast mình thấy rất là thành công luôn á. Ở kia cũng có làng nữa cơ. Nhưng mà trước khi qua đó thì để mình qua đây. Và chúng ta sẽ lướt cái Ultra Beast Jet này cái đã. Mình sẽ được một cái đĩa ký ức hệ thép. Khá ngon đấy chứ. Đúng lúc mình đang có vài thứ cần bán. Ghé qua làng chúng ta shopping tí luôn các bạn nha. Rồi, shopkeeper. Mình sẽ bán... cẩn thận. Cái đồng bạc tôi mà bán 5.000. Trời đất. Đồng vàng 30.000. Lộc khởi nghiệp thành công rồi các bạn ơi. Yeah. Trời, giờ Lộc giàu à. Nhưng mà ở đây có một người bán à. Mình còn nhiều Ultra Ball không ta. À thôi, Ultra Ball về nhà mình chế tạo được mà. Cái máy này... cái máy này ví dụ... Anh ơi, không biết cái máy này nó sao nhỉ. Thấy lạ, tôi thấy nó hơi lạ anh nha. Ôi trời ơi, đụng vô là nó gớt luôn á. Tôi ủng hộ anh cái đống đồi thôi, anh tặng tôi cái này đi nha. Ok, không nói là đồng ý rồi đó. Rồi, qua đây chúng ta kích hoạt cái cục Waystone này lên ha. Lên trên coi coi làng Ultra Beast có người nào cần mình giúp đỡ không. Mình giúp luôn các bạn. Nhưng mà có vẻ là trong làng này cũng ít người lắm, có chỉ tá chổng cả. Rồi anh bán đồ các thứ là xong rồi đó. Không thấy dân làng luôn ha. Một cái beach jet nữa. Một viên đá jet hệ tiên luôn. Đá jet hệ tiên vậy mình trang bị cho Ren Ninja được các bạn ơi. Ren Ninja Advent của mình có mang hệ tiên nè. Wow. Ok luôn. Có kỹ năng hệ tiên chưa? Chưa. Vậy thôi chưa dùng được đâu. 11 gán học kỹ năng hệ tiên thì mới dùng được cơ. Lúc đầu mới qua các bạn mình đúng hơn luôn. Mình gặp liên tục những Pokemon siêu cấp nè. Rồi gặp được cả quái thú Ultra Beast Boss. Ui. Nhưng mà tới bây giờ thì mình lại không gặp được thêm bất kỳ một cái Ultra Beast Boss nào hết. Cũng như là Pokemon siêu cấp luôn. Tuy nhiên thì mình lại vừa lạc vào một cái biome mới. ở thế giới Ultra Beast các bạn ơi. Chỗ này cũng rất là ngon nha. Vậy sẽ có rải rác những cái khối kim cương đó các bạn. Hồi nãy mình mới thấy. Đây nè nè nè. Lụm luôn, lụm luôn. Free mà. Ngại gì mà không lụm các bạn ơi. Ok, mình xin. Ở dưới nghe nghe coi có Pokemon gì mới không. Lộc cũng AFK ở đây một hồi lâu rồi, nhưng mà cũng không có dấu hiệu gặp Pokemon mới các bạn ơi. Roggenrola, nhưng mà ơi nhóc này màu hồng các bạn ơi. Nếu vậy thì bắt em về đội thôi các bạn ơi. Ok, Pawn Sweep xong rồi. Ê, có boss rồi. À, bắt đầu có boss xuất hiện rồi. Ok đi chứ. Chưa, để mình bắt cái nhóc Roggenrola màu hồng này cái đã. Ok, được luôn cơ. Yeah, quá đã luôn. Bên này là boss gì đây? À, đây là boss Slowbro các bạn ơi. Đã tới lúc để cho Darkrai của mình ra trận rồi. Ok, trận chiến này để coi Darkrai quậy có căng hay không nha. Ok, tấn công đầu tiên. Ui, có vẻ không si nhê lắm các bạn ơi. Liệu rằng có gây được ác mộng không? Ui, nhưng mà thất bại rồi. Ác mộng lại. Nhưng lại thất bại tiếp. Ok, mình đã lãng phí mấy lượt rồi. À, không gây ác mộng lên cho Slowbro được các bạn ơi. À, Darkrai đã cố gắng rồi ha. Lọc tròn rồi, lọc tròn Darkrai. Không sao, chúng ta còn Lunala các bạn ơi. Một kỹ năng tấn công nè. Có vẻ Lunala tấn công gắt hơn cả Darkrai nữa các bạn ơi. Hay hết thôi là knock out luôn rồi. À, và vẫn chưa có tiến hóa được cho cái nhóc này nữa. Ừ, cấp 40 mà mình chưa thấy nhóc này tiến hóa ta. Wow, ở trước mặt mình là một cái cây đại thụ các bạn ơi. Wow. Ở đây. Ê, cái gì? Ủa? Ủa? Ở kìa. Ôi no, mình bị dịch chuyển về nhà luôn rồi. Ủa? Trời ơi, lắc game ác chưa. Bó tay thiệt. Ok, lỡ về nhà thì thôi. Tranh thủ mình coi coi mình còn kẹo không. Mình chưa có kịp chiến đấu thêm. À đây mình còn 5 cục lận. Ngon. Ồ, bây giờ ban ngày hả ta? Ừ, tại vì Reflex đó mình có sợ thử các bạn. Thì em này tiến hóa ban ngày cũng được, mà ban đêm cũng được ha. Ban đêm thì sẽ có hình dạng Hisuan đó. Thôi trước mắt là mình tiến hóa cho em ở dạng ban ngày trước đi ha. Sau này bắt được thêm một Reflex thì chúng ta sẽ tiến hóa dạng ban đêm sau. Rồi à, ăn cục kẹo thì đã đủ cấp để tiến hóa rồi nè. Rồi rồi, đang bự lên nha. Và chuẩn bị. Ta-da. Quay. Ngầu đét vậy. Ravia các bạn ơi. Học được một cái năng hệ giác đấu nè. Super Power. Dạy cho em luôn. Wow, to thật sự. Và đây là một em chim, thế nên là mình có thể cưỡi em vào bay được luôn các bạn ơi. Rất là ngon á. Được lắm cưng. Rồi, mình sẽ nghía qua dạng Hisuan của em coi. Nè, dạng Hisuan sẽ mang hệ siêu linh đó các bạn. Nói chung là dạng nào nhìn cũng ngầu ha. Ok, được ấy, được ấy. À, hồi nãy mình có lựa lại đồ thì mình thấy có dư 2 cái cặp mắt kiến nè. À, Darkrai thì hệ bóng tối, nhưng mà tuy nhiên chưa có kỹ năng hệ bóng tối các bạn. Nhưng không sao, đeo trước đi. 11 có kỹ năng thì lúc đó tấn công sẽ rất là thốn á. Yeah, Rimsna, đúng rồi, đúng rồi. Nhóc này đeo mắt kiến cũng hợp lý lắm á nha. Rồi, rồi, ngon luôn. Và công việc cuối cùng của mình trong ngày hôm nay thì chắc đó chính là chúng ta sẽ trở lại làng các bạn ạ. Bởi vì mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ, đó chính là thu phục Pokemon Shiny. Mà Pokemon Shiny hôm nay mình bắt lại là em mèo các bạn, em Mew. Đưa em ra chúng ta ngắm thử ha. Em mèo móng đỏ các bạn ạ. Trông chất thiệt sự. Nói chung thì hôm nay là một ngày siêu cấp may mắn của mình luôn á. Hai lúa về làng đây. Hello. Có bạn gái này đợi mình nè. À, dễ thương vậy. Ôi nhưng mà bạn này thì không có giao nhiệm vụ cho mình các bạn ơi. Không biết là lâu rồi trở lại làng thì đã có dân làng nào giao nhiệm vụ đỏ chưa. Làm nhiệm vụ đỏ thì mình mới có cơ hội sở hữu dòng Dynamax các bạn ạ. Trời ơi, người này còn không có nhiệm vụ cho mình nữa. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cái người mà giao cái nhiệm vụ bắt Pokemon Shiny trước các bạn ơi. Để mình nhận thưởng cái đó. Người đó có vẻ là đang núp ở đâu đó bên này nè. Radar chỉ các bạn à. Ok, không có trốn được tôi đâu nha. Hello. Ở đây à? Đúng không? Ồ, oh, đây. Cái bác này các bạn ơi. Ok, và bác ấy sẽ cho mình một cái đồng xu bự. Đồng xu vàng các bạn ơi. Được. Cái hộp vàng bự cho bá lửa này bán để coi. Trời đất ơi, có 1.500 rồi các bạn à. Trời đất ơi, lừa rồi. Mình đã đi lướt sơ qua một vòng các bạn à, và không thấy ai giao thêm nhiệm vụ ha. Chỗ này thì cũng không xuất hiện lại Mewtwo Thánh Kiếm luôn. Nói chung thì hôm nay như vậy cũng rất là tuyệt vời rồi các bạn. Gửi Ren Ninja Advent và chúng ta về nhà thôi. Nói chung hôm nay là một ngày rất là may mắn đối với mình luôn các bạn à. Vì mình gặp rất là nhiều Pokemon mới á. Và cũng như kể cả những Pokemon Shiny nữa nè. Hy vọng là những ngày kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục may mắn giống như vậy. Và chinh phục được thật là nhiều Pokemon mới á. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. À, mà bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Loproot hay là Unitelet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình Pixelmon siêu cấp này. Bye bye.